số 60 ngày lên đây nè, giờ nó hết rồi. Ừ. Là hết thì in đặt rồi, bấm cái gì tắt máy, giờ tắt máy. Ừ, tắt máy. Cho viết. Ừ, ghi được rồi, ngay được rồi. Lâu lắm nha, lâu lắm anh quay lâu lắm ạ. À. Ừ, sao rồi. Đề không tạ giữ 08. Mở máy lên. 08 à. Cái tiếp đây lấy tài rồi. Quên đây. Chọn 203. Chúng ta và cái này số 0 mình chọn số 1. Chúng ta tắt máy. Giữ 09. Mở máy lên. Đợi chút cho máy nó tự tắt. Bao lâu nó mới tự tắt? Chút xíu. Tắt công tắc luôn. Tắt. Ừ. Mở máy lên. Rồi. Rồi. Cũng vậy, trong thời gian đợi lót mật anh không có làm gì, anh không có được tắt máy, không được mở cửa, không được làm gì hết. Ừ. Để nguyên đúng không? Dạ, để nguyên. Lại lót xong nó báo, nó báo em không nhớ như là báo xếp lên đặt chip rồi. À, kéo kéo nó khu cửa thì mặc ra đóng lại rồi. Nó báo reboot the machine, mình tắt máy. Ừ, tắt máy xong mình đạt 08. Mở máy lên. 08 rồi. Vào 673. Ừ. 73. Bấm nút Start. Ừ. Chọn 60 ngày. Enter. Ừ. Cái này mình phải cài mạng rồi lại hay tự nó nhận thôi. Nó nhận là mình cài ngay thôi. Rồi, vậy là xong rồi. Rồi, cảm ơn.